Sáng nay, Trung tâm Văn hóa thành phố Cần Thơ cũng đã tổ chức chương trình họp mặt kỷ niệm ngày truyền thống ngành sân khấu Việt Nam. Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã ôn lại truyền thống ngành sân khấu, thắp hương bàn thờ tổ. Buổi họp mặt nhằm tưởng nhớ công đức tổ nghiệp, thể hiện tinh thần uống nước nhớ nguồn, thể hiện lòng thành kính tri ân các vị tổ nghề, những người đã có công sáng lập ra loại hình nghệ thuật sân khấu, đồng thời tạo điều kiện để các anh chị em nghệ sĩ, những người hoạt động trong lĩnh vực sân khấu gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ những thành công đã gặt hái được trong một năm qua.